Thưa các đồng chí, trước tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, tôi quyết định thành lập bệnh xá dã chiến lâm thời, gọi tắt là bệnh xá tiểu đoàn. Tiểu đoàn có nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân, đảm bảo công tác hậu cần, cơ động toàn bộ lực lượng ra vị trí trú quân, nhường doanh trại lại cho bà con, phục vụ nhiệm vụ chống dịch. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước đảng ủy, chỉ huy trung đoàn và cấp trên. Các bác ơi, để tiết kiệm bỉm ấy ạ, thì những bác nào ra ít thì chưa cần phải thay luôn. Cứu tao. Thôi tao lạy mày đấy Huy ạ, tao cắn cái rơm cắn cỏ tao lạy mày đấy, nhanh. Việc của anh mà. Thôi tao xin mày. Đồng chí bức xúc chuyện gì? Báo cáo, tôi nhập ngũ là để được huấn luyện cầm súng chiến đấu, bảo vệ biên cương, bảo vệ hải đảo, chứ không phải đi làm mấy cái nhiệm vụ thay bỉm ạ. Trong điều kiện bị cô lập như thế này, biết bao nhiêu bệnh nhân cần được chữa bệnh, bao nhiêu đồng đội của chúng ta đang vì nhân dân phục vụ, thế mà đồng chí có thể vô cảm được như thế à? Tình hình sạt lở thế này rất ảnh hưởng đến vấn đề dân sinh. Hiện tại chúng tôi đã khẩn trương khắc phục điểm này. Thuốc đâu? Sao không phát thuốc cho con tôi? Anh thông cảm, hiện tại bệnh xá chỉ còn một ít thuốc, ưu tiên cho những bệnh nhân nặng. Con tôi nó đang mê man, sốt 40-41 độ mà không nặng à? Dối trá! Các người để dành thuốc để phát cho người quen, cho cán bộ, cho bộ đội. Các người để bắt bà con chết! Tôi biết là anh đang bức xúc, nhưng anh phải hiểu, trong tình thế ngặt nghèo, giao thông bị chia cắt, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng dù có thế nào, chúng tôi cũng sẽ làm hết sức mình để lo cho bà con. Tao không biết, chúng tao vào đây là phải có thuốc. Biết thế này, tao để con tao ở nhà, tao mời thầy mo về cúng cho con tao. Tất cả chúng tôi ở đây là vì ai? Vì lo cho sức khỏe và tính mạng của bà con nên chúng tôi mới thành lập bệnh xá. Anh cũng biết, rất nhiều cán bộ chiến sĩ của chúng tôi, họ cũng đang nhiễm bệnh, nhưng họ phải nằm ngoài rừng để nhường lại doanh trại cho bà con. Các đồng chí, những ngày tháng này chưa biết bao giờ sẽ kết thúc. Yêu cầu tất cả các đồng chí chấp hành nghiêm kỷ luật. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Có đồng chí nào có tâm tư gì muốn chia sẻ hay không? Tôi có ý kiến. Mời đồng chí. Thưa các đồng chí, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Ông nội tôi là một người lính đã đi qua chiến tranh. Ông nói với chúng tôi rằng hòa bình là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Có được ngày hôm nay, ông đã phải để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường. Đồng đội của ông có những người mãi mãi không thể nào quay trở về được. Họ đã phải để lại mẹ già, con thơ nơi quê nhà. Như ông nói, đồng đội ông chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc cả. Tôi biết ơn thế hệ cha ông đi trước. Biết ơn là để vượt qua mọi khó khăn, lạc quan để vượt qua mọi gian khổ. Chúng con là lính thời bình, những khó khăn vất vả thời này có thấm tháp là gì so với thời bố ngày xưa đâu. Đúng là mỗi thời mỗi khác, nhưng gian khổ nào chẳng là gian khổ, hy sinh nào chẳng là hy sinh. Đồng chí Đức. Có. Chuyển bệnh nhân vào. Rõ. Ba. Lê. Bổ tát. Nấp đi. Thông xe.
càng xa, binh trạng của mình rồi đây sẽ có những thay đổi lớn. Cấp trên lưu ý chúng ta, ngoài việc chữa trị, ổn định tâm lý cho số thương binh nặng về hậu phương, cần phải làm công tác tư tưởng để số thương binh còn lại yên tâm trở lại chiến trường. Anh muốn gặp các thủ trưởng để trình bày nguyện vọng được trở về đơn vị chiến đấu. Anh đã khỏe hẳn chưa? Anh khỏe rồi. Anh sẽ chiến đấu thay cả phần cho những người đồng đội chúng ta đã ngã xuống. Vâng. Chiến trường chuyển biến, anh về đơn vị thời điểm này là đúng. Hồi này. Dạ. Xa nhau, anh sẽ rất nhớ em. Hồi có nhớ anh không? Em sẽ rất nhớ anh. Anh cứ vững tin chiến đấu, đừng lo cho em. Đồng chí hãy báo cáo trung thực về những dư luận của đồng chí. Báo cáo các thủ trưởng, tôi đã vi phạm kỷ luật quân đội, nguyên tắc quy định của tổ chức. Có thai ngoài ý muốn ạ. Tôi xin được báo cáo lên tổ chức và chịu sự kỷ luật. Vậy đồng chí cho tôi hỏi, cha của đứa bé là ai? Em là bố đứa bé ạ. Đồng chí Hoàng Đình Quý, đồng chí có chắc chắn về những việc đồng chí nói không? Em chắc chắn ạ. Em và Hồi là đồng hương, gặp nhau ở chiến trường. Bọn em có chia sẻ và cảm thông cho nhau nên nảy sinh tình yêu ạ. Đứa trẻ không có lỗi ạ. Chiếc khăn này sẽ là hành trang mang theo mùi hương tóc của em, sẽ đi cùng anh đến ngày chiến thắng. Sao bố lại đến nhà Hạnh ạ? Bố muốn gì cũng phải nói với con đã chứ. Bố đã nói gì rồi ạ? Bố, bây giờ là thời đại nào rồi mà bố vẫn muốn áp đặt chuyện hôn nhân của con? Bố không áp đặt. Các con còn trẻ, nhiều khi hành động theo cảm tính, chưa hiểu hết được những éo le cuộc sống mà sau này mình sẽ phải đối diện. Tình yêu cũng chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống thôi. Khi yêu thì sống thì chết, nhưng xa nhau thì quên ngay ấy mà.
Thay mặt bố cháu, cháu xin lỗi gia đình mình. Nhưng thưa bác, bố cháu là bố cháu. Những điều bố cháu nói không đại diện cho những điều cháu mong muốn. Và chúng cháu đã nghiêm túc nói với nhau về hôn nhân. Cháu mong hai bác cho cháu cơ hội ạ. Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà, mặt đất bao la. Anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rồng. Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui nơi ngày, dòng máu nối con tim đồng loại. Dừng tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vời. Người chết nói linh thiêng vào đời và nụ cười nói trên môi. Từ nơi cùng trời cuối đất chẳng phân biệt sắc tộc hay là màu da, từ nơi chôn nhau cắt rốn 54 anh em ta xem như một nhà. Dù đường còn dài và nhiều gian nan, mặc kệ chung tay ta chẳng than. Dù vượt thiên trùng từ miền hoang vu, vượt non cao đến mấy ngàn, vòng tay nắm nối trọn vẹn một vòng nồng nàn. Ta ôm chặt cầm tay thống nhất chào mừng độc lập hòa bình từ năm xa vắng. Cờ nối gió đêm vui nơi ngày, dòng máu nối con tim đồng loại. Dừng tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vời. Người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi. Cờ nối gió đêm vui nơi ngày, dòng máu nối con tim đồng loại. Dừng tình người trong ngày mới.